Thưa quý vị, Lexus Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Lexus RX 2023 hoàn toàn mới với những thay đổi mạnh mẽ mang tính cách mạng, tiếp tục khẳng định sự chuyển mình của Lexus. Xe có 4 phiên bản, trong đó có phiên bản RX 500H F-Sport Performance hoàn toàn mới với hệ truyền động cải tiến Direct 4, đem lại hiệu suất vượt trội, nâng tầm trải nghiệm lái. Lexus RX mới hiện đã có mặt tại hai đại lý của Lexus ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1998, RX 300 đã mở ra phân khúc crossover hạng sang hoàn toàn mới. Vào năm 2005, Lexus ra mắt mẫu xe RX 400H, chiếc crossover hạng sang đầu tiên trên thế giới sở hữu động cơ hybrid. Là mẫu xe chủ lực của Lexus, RX đã nhận được sự ủng hộ và yêu mến của nhiều khách hàng trên khắp thế giới. Tính đến nay, Lexus đã bán được tổng cộng 3,6 triệu xe RX trên toàn cầu. Lexus RX hoàn toàn mới đem đến những thay đổi đột phá mang tính cách mạng, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của thương hiệu này, ứng dụng cấu trúc thân xe dạng con suốt và lưới tản nhiệt không viền mới. RX là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp công năng đầy mạnh mẽ và trải nghiệm lái mới với khả năng tản nhiệt hiệu quả. Thiết kế nội thất theo đuổi triết lý lấy con người làm trung tâm với khoang lái Tazuna, tiếng Nhật có nghĩa là dây cương. Khái niệm thiết kế không gian lái như đang điều khiển một chú ngựa, gia tăng kết nối và độ thuận tiện cho người lái trong quá trình sử dụng. Không ngừng nỗ lực tạo nên trải nghiệm tuyệt vời, thách thức đầu tiên của Lexus là mang đến cảm giác lái trực quan hơn. Dấu ấn trải nghiệm lái Lexus tiếp tục được phát triển hơn nữa nhờ việc cải tiến các tính năng cơ bản, đồng thời duy trì cảm giác vận hành tinh tế và độ yên tĩnh đặc trưng. Với tầm nhìn mang lại trải nghiệm sang trọng, riêng biệt và đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi khách hàng, bốn phiên bản RX khác nhau được giới thiệu tại thị trường Việt Nam bao gồm RX 350 Premium, RX 350 Luxury, RX 350 F-Sport và RX 500H F-Sport Performance. Các lựa chọn màu sắc cũng được đa dạng hóa phù hợp với mọi cá tính khác biệt. Màu ngoại thất ánh kim, cam Sonic Cooper lần đầu tiên được Lexus phát triển thể hiện cá tính độc đáo đầy tinh tế của mẫu xe này. Màu nội thất mới Nâu Dark Sepia được phát triển với tông trầm, tạo hiệu ứng chiều sâu thị giác và bầu không khí trang nhã. Đặc biệt, phiên bản RX 500H F-Sport Performance tiếp tục đưa mẫu F-Sport hiện tại tiến xa thêm một bước đáng kể nhờ vào hệ thống truyền động được cải tiến, hệ dẫn động 4 bánh Direct 4 được trang bị kết hợp cùng hệ thống hybrid mới giúp nâng tầm trải nghiệm lái. Sự kết hợp giữa công nghệ điện và công nghệ kiểm soát chuyển động xe được Lexus không ngừng hoàn thiện qua nhiều năm, mang đến trải nghiệm lái đỉnh cao và nâng tầm kết nối trực quan giữa người lái và xe. Hệ thống hybrid song song hoàn toàn mới lần đầu tiên có mặt trên xe RX sử dụng động cơ tăng áp 2.4 lít, mô men xoắn cao và hộp số tự động 6 cấp, kết hợp motor điện ở phía trước và motor công suất cao ở phía sau. Hệ thống an toàn Lexus Safety Plus được sử dụng trên mẫu RX mới ngay sau mẫu xe RZ, duy trì những tính năng đảm bảo an toàn cho hành khách trên cả hành trình, như hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường, hệ thống điều khiển hành trình chủ động, hệ thống an toàn tiền va chạm, v.v. Tính năng đổ xe nâng cao mới được phát triển thêm với khả năng hỗ trợ đổ xe song song. Ngoài tính năng đổ xe lùi, giờ đây tính năng đổ xe tiến cũng được hỗ trợ. Bên cạnh những thay đổi về sản phẩm để mang lại lợi ích cho khách hàng và giúp khách hàng yên tâm trong suốt quá trình sử dụng, Lexus Việt Nam chính thức áp dụng chính sách gia hạn bảo hành mới cho mẫu xe Lexus RX 2023. Theo đó, chính sách bảo hành mới sẽ được áp dụng từ ngày 20 tháng 2 năm 2023 cho mẫu xe RX phiên bản mới, tăng từ 3 năm không giới hạn số km lên 5 năm không giới hạn số km cho xe và tăng từ 5 năm không giới hạn số km lên 7 năm không giới hạn số km cho ACQUI Hybrid. Giá bán các phiên bản Lexus RX 2023 cụ thể như sau.